Em Việt chào quý vị và các bạn. Em Việt chia sẻ cho quý vị và các bạn một số lô. Em Việt sẽ quay cận cảnh chi tiết và báo giá đến quý vị và các bạn nha. Thì có một số mặt hàng em Việt cũng giảm giá để quý vị và các bạn có thể sở hữu được, và em Việt cũng thu hồi vốn để mình chuẩn bị nhập cái đợt hàng khác với quý vị và các bạn. Đầu tiên em Việt chia sẻ đến quý vị và các bạn là cái món mà rẻ nhất ở trong video này, là cái món là cái dây lo về bảo bàn. Dây lo này thì mỗi bên dài 2,5 m, thì em Việt tra thông tin đó, là dây này là dây của Pháp nha, thì nó là dây đồng, nó làm thiết kế gần giống như cái dòng dây mà Wonderful nha quý vị bảo bàn. Nó thì nó hai bên đó, của nó là hai bên dây đồng, hai bên đây nè, để em Việt là lấy nét cho quý vị bảo bàn xem cái thương hiệu nha. Đây quý vị đọc dùm em Việt nha. Đây em Việt thì không đọc được mấy cái từ này đâu, tiếng Anh tiếng U gì đó đọc cũng được, thì nói chung nó cũng khá là to, cũng gần bằng ngón tay của mình quý vị, bạc ruột thì cũng được lắm đó. Thì mỗi bên dài 2,5 m, hàng này thì đã qua sử dụng rồi, em Việt bán cho quý vị và các bạn 700.000 một cặp, bao ship tận nhà, mỗi bên dài 2,5 m nha, hàng bãi đã qua sử dụng, di động nha quý vị và các bạn. Thì nói chung là dàn âm thanh nhà mình, nếu như mà quý vị và các bạn xài được cặp dây này thì nó cũng cải thiện âm thanh được chút đỉnh quý vị và các bạn. Rồi, tiếp em Việt sẽ giảm giá hai cái cặp chép ở đây cho quý vị và các bạn. Ở đây thì em Việt có hai cặp chép của Dixon Selection 25. Thì cặp chép này là nó là từ Anico, và từ nó khá là dài và to, từ nó vẫn gần 5 cm từ cái mặt cho đến cái đít ha. Và đây là dòng của Anh Quốc, và chép này thì cực kỳ hiếm và không thấy ai gã bán cho quý vị và các bạn. Thì em Việt mua được hai cặp mắc in ánh lên ánh liệt như nè, để em Việt buông ra cho quý vị xem ha. Đó thì hàng chuẩn xịn chuẩn zin, bao thợ thầy kiểm tra nha quý vị và các bạn. Rồi thì để em Việt đo kích thước đường, cái này nó vuông quý vị và các bạn, thì nó được 7,3, nó không được 7,5, nó vuông dứt 7,3 thôi, nhưng mà tiếng kêu của nó thì bao phê quý vị và các bạn. Thì nó nằm trong cặp đo cũng 10 mấy 20 triệu, tùy theo người bán hàng mấy triệu đó. Thì cái cặp chép này nè, hôm nay mình giảm giá cho quý vị và các bạn, thì vốn mình nhập trên 2 triệu rồi. Đó, thì lúc trước mình bảo là mình bán 2,5 triệu, thì hôm nay thôi mình bán 2 triệu một cặp, bán lỗ vốn luôn quý vị bỏ bàn. Đó, giảm 500.000 rồi. Đó, thì để mình thu hồi vốn cho nó nhanh thì mình bán lỗ cặp hết 300.000, vốn mình 2,3 triệu, thì mình bán 2 triệu thì lỗ 300.000. Nói chung nói từ lỗ này, nói thì mình nói thật với vị các bạn thôi, chứ còn mấy bạn thì đa số là sẽ không tin. Có nhiều bạn là còn nhắn tin comment chửi mình đó, là nói là ông hở ra gì ông cũng bán lỗ gì bán làm gì. Nói chung là nó cũng tùy món với vị các bạn, buôn bán mà không phải món nào nó cũng lời đâu. Và cũng không phải mà buôn bán ai cũng lời, ai cũng có ăn đâu vị các bạn. Nếu là được vậy thì người ta làm hết rồi, không có tới mình đâu đó. Và đây là nguyên một cái bộ phân tầng của Pioneer E700 á. Bộ này thì nó sử dụng một bát 30, một chung, một chép in ra băng. Thì cái này nè, nó có hai volume để tối ưu cho giải chung và giải chép. Zin nguyên bản chưa sửa chữa gì hết, và dây giờ dây là cắm đồ đầy đủ hết cho vị và các bạn luôn. Về là quý vị và các bạn độ chơi thôi. Vô là lo ba đường tiếng là ok. Cặp này thì em Việt bán cho quý vị và các bạn 2 triệu đồng nha. 2 triệu đồng cái bộ phân tầng này. Rồi tiếp là một cặp chép của Pioneer, cầu gang 6 lỗ ngang, từ vị trí này đến vị trí này là 20, từ vị trí này đến vị trí này là 10. Cái cầu này nó là PT405F-1, PT405F-1, bao xin tuyệt đối. Cặp cầu này mình bán là 2 triệu đồng quý vị bảo bạn. Rồi đây là một cặp bát quyền thoại của hãng Mitsubishi Dynaton G305. Thì cặp bát này nó nằm trong cái thùng G305 quý vị và các bạn. Cái từ của nó là khoảng 18 cm, từ Anico mà nó bự vậy đó. Người ta làm luôn cả quầy sách nè.
Thì quý vị và các bạn lên Google search cái model là Mitsubishi G305, thì quý vị và các bạn sẽ biết là cái loa này nó giá trị như thế nào. Thì nó nằm trong mấy cái phòng thu của đài truyền hình bên Nhật hồi xưa, quý vị và các bạn, BAT30. Và cặp mấy cặp này nè, lúc trước thì em Việt bán 8-9 triệu một cặp không à. Đó. Nhưng cái cặp này là gân của nó là gân ship, tẩm dầu là tẩm ở bên trong nha. Thì nó ở bên ngoài nó có một cái lớp mút nữa. Cái lớp mút này thì nó em Việt nghĩ là nhà sản xuất họ sản xuất để bảo vệ cái gân này thôi, chứ nó không có ảnh hưởng gì hết. Thì lâu năm thì nó sẽ mục cái lớp mút, nhưng mà lớp gân ở bên trong này, gân ship bên trong này nó vẫn còn. À, thì em Việt nghĩ là quý vị các bạn cũng không nên thay chi cái lớp mút đó để làm gì ha. À, còn lo thì quý vị các bạn cũng có thể nhìn thấy. À, tại dính bụi thôi, mình chưa có quét ra quý vị các bạn. Để em Việt lật lại cho quý vị các bạn xem cái mặt lo bên đây luôn. À, thì cái cặp này em Việt mua được giá khá là ok quý vị và các bạn, bao zin á, hàng zin hát tốt, hiện tại là không ghè không gì hết đó. Thì bạn nào mà muốn mình đi thêm một cái lớp keo dưỡng gân nó nằm ở trên này nữa thì đi ha. Thì lâu ngày thì mình cũng có thể là đi thêm lớp keo dưỡng gân nằm ở trên này để xài cho nó lâu hơn. Và cặp này thì em Việt bán cho quý vị và các bạn 6 triệu đồng, 6 triệu đồng nha quý vị và các bạn. Quý vị cứ lên Google search để biết thêm thông tin về cái cặp bát này, giá trị nó rất là cao nha quý vị và các bạn, không hề rẻ đâu. Đó, không hề rẻ đâu. Đó, bát thì cũng tương đối đều màu, không có lệch màu nha quý vị. Đó, thì đôi khi mình quay một chiếc để trong chiếc để ngoài á, thì mình nhìn thấy cái màu nó hơi là lệch lệch, nhưng mà nó không có lệch đâu quý vị và các bạn, màu ok ha. Đó, rồi ở phía dưới cái cụ từ này rất là to luôn. Đó. 6 triệu nha quý vị và các bạn. Thì nó rẻ hơn lúc trước khá là nhiều quý vị. Nào mà cảm thấy mua được thì mua. Nói chung là nó cũng tùy thôi, tùy theo mà đẹp xuất sắc hay là đẹp không xuất sắc, vân vân các thứ. Thì giá cả nó có chênh lệch nhau. Thì hàng hóa lúc nào cũng vậy. À, nó chênh lệch nhau chút đỉnh quý vị các bạn, chứ không phải là cặp nào nó cũng giống cặp nào đâu. Có nhiều bạn cứ nói em Việt là có một mặt hàng thôi mà báo giá lung tung hết trơn à, mà không phải vậy quý vị các bạn. Không phải một mặt hàng mà mình báo giá lung tung, tức là mình có nhiều mặt, nhiều cặp nó cùng một cái model, cùng một cái model như vậy đó. Thì cho nên đó là tùy theo đẹp xấu và mình báo giá nó khác nhau đó. Và số điện thoại của em Việt là 0963 721 519. Thì số đó cũng là số Zalo của em Việt luôn. Mỗi khi quý vị hoặc bạn gọi không được thì quý vị hoặc bạn nhắn tin em Việt sẽ trả lời sau nha. Rồi em Việt chia sẻ cho quý vị hoặc bạn một cái cặp bát của Bioneer. Cặp bát này thì từ khoảng từ của nó là 16, từ 16 và xương đúc quý vị hoặc bạn. Cặp này thì âm thanh hay cực kỳ luôn. Bát 30 xương đúc. Mấy cặp bát này thì không cần phải bàn cãi nha. Mà đặc biệt là màn FP nữa, con to nha. Cặp bát này con to lắm. Rồi, để em Việt lật lại cho quý vị và các bạn xem. Cái chiếc bên đây. Đó, thì nhìn từ xa, hàng ok quý vị và các bạn. Ở đây quý vị thấy có một cái ngay cái chỗ này nè. Cái chỗ này quý vị và các bạn nhìn cái mũi nó ngay chỗ này thì do nó bị móp á, cái em Việt dán băng keo lên, em Việt giật lên cái móp tí xíu ở đây thôi nha, chứ không phải nó móp nguyên cái lỗ mũi đâu. Thì cho nên là quý vị và các bạn thấy ở đây nó có dấu ngay cái chỗ cái đầu mà cây thước của em Việt nè. Đó quý vị và các bạn à, nhìn từ xa thì cái dấu đó nó cũng không ảnh hưởng gì ha. Tại vì mình cũng sơ ý đi, mình làm gì cái nó bị chốc chốc sơn á, tại vì băng dính nó dính vô vô đó đó quý vị và các bạn. Thì cũng như băng dính mà quý vị và các bạn dán giấy đó. Rồi cái cặp này là bát 30, hiện tại là zin hát tốt. À, em Việt nhập cặp này vô là 3,2 triệu rồi. 3,2 triệu rồi. À, thì do là mình để nó bị dính vậy quý vị và các bạn. Thì giá mình chia sẻ cho quý vị và các bạn á là cặp này chỉ có 3 triệu đồng thôi quý vị và bạn. 3 triệu đồng nha. Không bao phí vận chuyển, không mặc cả giá giá nha. Rồi, bát của Anh Quốc Distin Selection 25. Bát 30 nha. Tức là nó nằm trong cái thùng Distin Selection 25, còn ông này là bát 30.
À, và mấy cặp này thì quý vị và các bạn khỏi cần quan tâm về chất âm, nó rất là nhẹ đánh và đặc biệt là âm thanh rất là hay. Đây, loa của Anh Quốc Bass 30. Và cặp này tiếng tuyệt vời. Đó, nó đi theo là có một cái cặp bát giả nữa. Cặp bát giả 30. Thì quý vị một bạn muốn lấy nguyên thì lấy, còn muốn lấy cặp bát thật không thì lấy. Thì nếu quý vị một bạn lấy cặp bát thật không á, thì mình xài cái lo cho có cái lỗ thông hơi. Còn quý vị một bạn mà xài lo không có lỗ thông hơi thì mình lấy thêm cặp bát giả để cho nó hỗ trợ tiếng bát cho nó hay, cho nó sâu. Đó, thì cặp đích tinh selection này, bạn nào mà không lấy cái cặp bát giả thì 6 triệu đồng, lấy cặp bát giả luôn thì 6.500.000 đồng quý vị và các bạn. Bạn nào thích mua cái nào thì liên hệ với Việt nha, 0963 721 519. Và đây là một cặp chép cực kỳ hiếm luôn, 2, 4, 6, 8 lỗ, và cái đường kính vòng tròn này nó khoảng 13, và bằng cái này bằng gan nha, đó ken ken, tất cả là cho bằng gan và kim loại hết, và củ từ đẹp ken sa beng luôn. Cặp này nó kêu hay như BT6 quý vị và bạn. Mà BT6 giờ gớ vô cũng 7-8 triệu. Cái này là BT409F-1. Cặp này em Việt bán cho quý vị và bạn là 4.500.000 đồng thôi. Giá cực kỳ tốt luôn quý vị và các bạn. Và tiếp thì em Việt có một cặp Dixon Selection 25. Để em Việt quay cận cảnh cho quý vị và các bạn xem nha. À, cặp này thì em Việt cũng đã có mấy video quay rồi. Về lưới ha, lưới thì tem còn nè, cái tem mà trước mặt lưới á thì ok. Và cái góc dưới này nó có gắt lưới một tí nè. Đó quý vị các bạn. Thì bạn nào muốn thay cái lưới khác thì mình thay cho, còn không cứ để vậy đi. Mà mình thấy nó không ảnh hưởng gì đâu. Và cái đó thì nó cũng không có ngay cái chỗ mà mặt lo bát, nó ngay cái chỗ mà cái khung lưới đó. Đó thì cũng không cần phải thay. Quý vị một bạn nhìn từ xa thì cặp lo này nó sở hữu 2 bass 30 nè, 2 bass 30, màn giấy gần là cao su mềm. Đó, quý vị và bạn, mặt đen thì cái dòng này tiếng cực kỳ hay và cực kỳ dễ ghép. Dòng lo Anh Quốc thì nghe nhẹ nhàng nha. Đó, chứ không phải như mấy cái lo Nhật thì nghe nó hơi mệt tí xíu nha quý vị và bạn. Cái dòng mặt đen thì em Việt thích hơn, còn dòng mặt vàng giá nó đắt hơn mà mình nghe tiếng bass nó không có ấy quý vị và các bạn. Mình nghe tiếng bass làm như nó không có đẳng cấp, nó không có sâu bằng á. Nè. Và đây là dòng mặt đen đời hiếm luôn, cái đời mà đầu tiên là tẩm dầu cái bass. Cái bass nó tẩm cái dầu gì quý vị và các bạn nhìn thấy gớm lắm, và nó dính cái gít á, nhiều ông không biết á. Mấy ông nói trời ơi màng lo bass thì ghê. Đó. Nhưng mà vậy nó hay. Cũng như loa AR với quý vị và các bạn. Loa AG, quý vị và các bạn nhìn thấy gốm nhưng mà âm thanh của nó cực kỳ luôn. Cái cặp này thì em Việt bao zin, bao thợ thầy kiểm tra. Đó, cỡ kháng từ 4 cho đến 8 ohm thì quý vị và các bạn dễ ghép âm ly. Âm ly của quý vị là từ 4 đến 8 ohm là đã đánh được cặp lo này rồi quý vị và các bạn. 4 đến 8 ohm là đã đánh được cặp lo này. Đó. Thì hàng của em Việt là không xì ba tút tát, không có sửa chữa. Thì nói chung là mẻ góc cạnh nhẹ nhẹ nè, như vậy nè là có ha. Và lâu ngày vết bẩn đồ này nọ trên lo chắc chắn sẽ có. Đó. Thì hàng cam kết đúng như mô tả, và em Việt bán cho quý vị và bạn cái cặp này nó rẻ hơn thị trường là khoảng 7-8 triệu. Cặp này mình bán cho quý vị và bạn là 17 triệu đồng nha quý vị và bạn. Thì trên thị trường cái cặp này quý vị và bạn cứ lên Google search 18-20-22 đấy, riêng em Việt thì chỉ 17 mà bao zin. Đấy, quý vị và các bạn. Và tiếp tục em Việt chia sẻ đó quý vị và các bạn một cặp lo Tannoy dòng monitor dòng kiểm âm quý vị và các bạn. Thì đây là một cặp cũ đi theo bộ phân tầng của Tannoy luôn. À, nó nguyên bản nguyên zin nha quý vị và các bạn. Nguyên bản nguyên zin hết. À, và đây là Tannoy monitor. Và cái monitor tức là kiểm âm. À, từ thì từ Aneco. Cái hộp này là để bảo vệ cái từ thôi. À, lo này sản xuất tại London của Anh Quốc và chở kháng là 8 ohm. À, quý vị và các bạn, vàng tươi đẹp ken quý vị. À, thì hiện tại cặp lo này đã 1 gân bass 40.
Đó. Và đi theo cái bộ phân tầng luôn, có dây cắm đồ đầy đủ hết và có luôn cả cái chạm cơ ở phía sau luôn. Nói chung về quý vị và các bạn lên thùng, lên mấy cái thùng bự đó nha, là cực kỳ đẹp luôn. Và cặp này thì hay, Tannoy thì không cần phải nói gì về chất âm, nó là dòng loa quý tộc quý vị và các bạn, dòng loa quý tộc đó quý vị và các bạn. Nhìn thấy gân á, gân nó mục, mình chưa có thai đó quý vị và các bạn. Giờ mình muốn để như vậy để quý vị và các bạn biết là trước khi thay gân nó như thế nào và sau khi thay gân nó như thế nào. Còn có một số bạn á, người ta thích về người ta tự thay gân. Đây là cặp loa đồng trục Bass 40 của Anh Quốc. Và cặp này quý vị và các bạn lên thị trường, mình search cái model nó và mình tìm, thì trên thị trường bán nó rơi vào khoảng 38 cho đến 40 triệu, 42 triệu một cái cặp này. Cặp loa không á nha, cũ không á. Và em Việt thì bán cho quý vị và các bạn cái cặp này giá cực kỳ tốt luôn, 28 triệu đồng bao zin, bao thay gân. Còn 27 triệu đồng thì không bao thay gân, vẫn bao zin, bao thợ thầy kiểm tra. Tất cả thợ ở đâu cũng được hết, rước lại thợ giỏi là được quý vị và các bạn. Và tiếp em Việt có 3-4 bộ phân tầng của loa chép. Đó là cái bộ này nó nằm trong thùng Mitsubishi G305 đó quý vị và các bạn. Quý vị lên Google search Dynatone hoặc là Mitsubishi HB-170 thì sẽ ra cái bộ phân tầng này. Bộ phân tầng này em thấy nó rất là hay luôn, xài cho loa chép, chép cầu, chép giấy, chép gì cũng được. Giá là 4 triệu đồng một bộ nha quý vị và các bạn. 4 triệu đồng một bộ phân tầng của cái thùng, nó nằm trong thùng Mitsubishi G305. Và cái thùng đó là dòng loa kiểm âm ở bên Nhật, của các phòng thu, các đài truyền hình ở bên Nhật hồi xưa họ sử dụng quý vị và các bạn. Đó là dòng đặt hàng luôn á. Và tiếp tục em Việt chia sẻ đó quý vị và các bạn là một cặp loa của MB9 là Inminin. Thì cặp này là cặp Bass 50. Cặp này thì nó nghe hay hơn dòng JBL rất là nhiều. Tuy nhiên thì quý vị và các bạn nào mà thiên về chơi nghe nhạc á, thì sẽ ít nghe cái thương hiệu MB9, tức là Inminin. Thì có bạn mà chơi về âm thanh mà sự kiện nhiều thì sẽ biết dòng loa này. Và dòng loa này thì nó hơn dòng loa JBL về ở góc độ là âm thanh sự kiện quý vị và các bạn, âm thanh sân khấu lớn á. Thì cặp này nó Bass nó 50, cái màn nó rất là sâu, màn nó cái màn nó từ cái viền cho đến cái mũi đó là mình đo một cái gang tay á. Từ này thì 20 22, từ 22 rất là to luôn. Đây thương hiệu, cặp này thì thương hiệu của Pháp nhưng nó được sản xuất tại Mỹ, sau này thì nó sản xuất tại Mỹ. Inminin là của Pháp, xương đúc nha quý vị và các bạn. Cặp này nó rất là nặng luôn, nặng to. Và giá em Việt bán cho quý vị và các bạn cặp loa MB9 Bass 50 bao zin hát tốt, mình bán cho quý vị và các bạn là 13 triệu đồng nha quý vị và các bạn. 13 triệu đồng cặp loa này cực kỳ rẻ rồi. Cặp loa mà nhập tại China đó, như cái dòng này nhập tại China thì nó đã rơi vào khoảng 13-14 triệu của mấy công ty mà người ta nhập về người ta bán rồi. Còn đây là một cặp loa mà hàng xịn, mình tháo thùng luôn, nó nằm trong thùng chiến rồi, là nó nằm trong cái cặp thùng JBL mà to chà bá đó. Thì mình cũng đã bán cái vỏ rồi quý vị và các bạn, mình tháo ra đó. Rồi em Việt chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái cặp Bass toàn giải của hãng Tennessee, Bass 40. Thì cái cặp Bass này nó có model là 420-8B. Cái từ của nó là từ Anico sơn sần, rất là đẹp luôn đó. Và cái dòng này là dòng toàn giải. Quý vị và các bạn, có nhiều bạn không hiểu, mấy bạn nói là ui trong này sao mà ông giá keo bét tè nhè vậy. Không phải đâu, hãng họ sản xuất vậy. Chút xíu nữa em Việt lật lại thì quý vị và các bạn xem, quý vị và các bạn sẽ biết nha. Đó. Rồi bây giờ mình lật lại cho quý vị và các bạn cùng xem. Bass 40 đó. Thì cái dòng này nó làm vậy đó, làm như nó có hai gân vậy quý vị và các bạn. Bass 40 màng giấy, gân vải ship rất là đẹp, zin. Cặp này về lên thùng, lên thêm cặp còi bự nữa là nghe nhạc là bao phê luôn quý vị và các bạn. Dòng anh test thì nghe nhạc nó khò khè dữ lắm nha. Rồi cặp Bass anh test này xin này, mình bán cho quý vị và các bạn là 15.500.000 đồng. Đó. Dòng loa anh test này xin nó lên giá kinh khủng lắm quý vị và các bạn. Đó. Rồi bạn nào mà muốn toàn giải rẻ tiền hơn tí xíu mà của Anh Quốc thì đây là một cặp toàn giải của hãng Goldman Axiom 401, trợ kháng là 8 ohm.
Dòng này thì khỏi nói về chất âm à, nó đã khẳng định trên thị trường và giá anh em bán hai mấy triệu con cặp toàn giải này không ạ? Cặp toàn giải của anh Bass 30 này nè, nó còn mắc hơn cái cặp toàn giải của anh Test & Shin Bass 40 nữa quý vị và các bạn. Mình nghĩ nhiều khi nó cũng nghịch lý ha. Có bạn thì cứ nói là ừ lo lớn phải mắc tiền, không phải đâu. Lo nhỏ nó cũng mắc tiền bình thường à, tùy theo thương hiệu và tùy theo cái chất lượng. Cặp toàn giải của Anh Quốc 401 trên thị trường bán 25 triệu, khoảng 25 triệu một cặp này. Em Việt bán cho quý vị và các bạn là 13 triệu đồng thôi, không bao phí vận chuyển, không mà cả cái giá, bao zin.